Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài thực hành liên quan đến kiến thức về DOM element và DOM selector ở trong JavaScript. Thì ở bài demo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một danh sách sản phẩm dưới dạng tab giống như là ở trang Shopee này. Khi các bạn nhìn vào cái màn hình này, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có danh sách sản phẩm và nó sẽ có ba cái tab nổi bật ở đây. Đó là tab sản phẩm phổ biến, sản phẩm mới nhất và sản phẩm bán chạy. Thì khi chúng ta click vào từng cái tab này thì cái danh sách sản phẩm ở phía dưới này nó sẽ thay đổi theo cái tab mà chúng ta click. Tôi ví dụ như thế này. Đó, tôi click sang sản phẩm mới. Đó, và click sang sản phẩm bán chạy thì nó sẽ thay đổi như thế này. Đó, và mỗi lần chúng ta click thì cái tab chúng ta vừa click nó sẽ được active có màu như thế này. Đó. Và cái kết quả của cái demo này thì các bạn có thể xem ở đây. Đó, thì đây là cái demo mà tôi chuẩn bị để làm cho các bạn và hướng dẫn các bạn thực hiện nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những dòng code đầu tiên cho cái demo này. Thì ở bên này tôi đã chuẩn bị cho các bạn là thư mục bracket 3 cho phần DOM JavaScript. Và trong đây tôi chưa có file nào cả ngoài các file ảnh mà tôi đã chuẩn bị. Đây, chúng ta có 6 file ảnh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu code những dòng code đầu tiên. Thì cũng giống như những bài khác thôi, chúng ta sẽ bắt đầu từ code HTML trước. Thì đầu tiên tôi sẽ tạo ra một trang HTML là index. index.html. Đó, sau đó tôi sẽ tạo ra một file là file CSS có tên là style.css. Tiếp theo tôi sẽ tạo ra một file JS để xử lý cái hành động khi người dùng click. Tôi đặt tên là product.js. Ok. Bây giờ tôi sẽ dựng cái giao diện HTML lên. Đó, tôi sẽ để cái tiêu đề của trang là product list tag. Đó. Phần HTML này tôi sẽ nhúng cái file CSS vào trước. Tôi dùng thẻ link và file CSS của chúng ta nằm trong thư mục CSS. Tên file là style.css. Và cuối cùng tôi sẽ nhúng cái file script vào. Nó là nằm trong thư mục JS và nó có tên là product.js.js. Bây giờ tôi sẽ đi tạo cái nội dung HTML. Tôi sẽ tạo ra một cái thẻ div có class là container. Và trong cái container này tôi sẽ tạo ra một cái thẻ h1. Tôi để là danh sách sản phẩm. Và tôi sẽ tạo ra một cái ul với class là tab. Cái này để thể hiện ba cái tab kia đó. Tôi sẽ có li với cái id là tab item. Đó, và trong mỗi cái li này chúng ta sẽ có cái tiêu đề tên của nó. Ví dụ tiêu đề đây là phổ biến. Tiếp theo tôi sẽ có một cái tab đó là mới nhất. Cuối cùng sẽ là tab bán chạy. Ok, vậy là tôi đã xong cái danh sách tab. Tiếp theo, sau cái ul này tôi sẽ tạo ra một cái div có class là animation. Cái này để tôi sẽ tạo cái hiệu ứng chuyển động cho danh sách sản phẩm. Và trong cái animation thì tôi sẽ tạo ra thẻ ul có class là product list. Và trong cái ul này tôi sẽ có danh sách các ảnh sản phẩm. Thì ảnh chúng ta sẽ sử dụng image để thể hiện. Thì tôi sẽ làm như sau. Ảnh của chúng ta nằm trong thư mục image và tên ảnh tôi đặt theo thứ tự từ 1 đến 6 cho nó dễ nhớ. JPG như thế này. Đây.
sau đó tôi sẽ tạo ra ảnh số 2, số 3, 4, 5 và 6. Ok, vậy là tôi đã tạo ra được danh sách cái sản phẩm. Bây giờ tôi sẽ đi CSS cho nó. Thì trước khi đi CSS thì chúng ta sẽ chạy cái trang này lên. Đây, tôi sẽ tắt cái demo chính đi. Chúng ta sẽ thực hiện cái này. Thì cái danh sách của chúng ta sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu CSS cho cái trang này. Thì tôi sẽ mở file style lên. Đầu tiên chúng ta sẽ quy định cho HTML và body trước, với những thuộc tính quen thuộc đó là padding tôi sẽ để bằng 0, margin tôi cũng sẽ để bằng 0. Tôi sẽ chuyển sang tiếng Anh để mà CSS cho nhanh. Background tôi sẽ để một cái màu nó không phải là màu đen, và tôi để font family nó là font sans serif, và tôi để font size khoảng 16 pixel. Ok, thì chúng ta chạy lên này, đó, nó đã thay đổi màu. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa đến container. Container ở đây tôi đang để là class, thì đây của chúng ta sẽ là chấm container. Container tôi sẽ để width bằng 700 pixel. Tôi muốn cái này nó ra giữa và cách tốt khoảng 10 pixel, tôi để là margin 10 pixel auto, và tôi để background cho nó có màu trắng. Padding tôi để bằng 10. Chúng ta sẽ chạy lên này. Đó thì nó sẽ ra giữa như thế này. Margin tốt, 10 pixel auto. À, có cách một khoảng 10 đây. Ok, tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến thẻ H1 từ container. Container tôi sẽ định nghĩa đến H1. H1 sẽ có tag transform bằng uppercase, chữ hoa lắm. Full size tôi sẽ để nó nhỏ đi một chút, 28, à cho nó to lên một chút, 28 pixel. Đó, nó sẽ như thế này. Và tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến UL, thì từ container tôi sẽ định nghĩa đến UL có class là tag. Tôi sẽ định nghĩa margin 0, padding 0, và tôi sẽ loại bỏ cái icon đen này đi. Đây này. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng list style size bằng 5. Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó thay đổi. Tiếp theo tôi sẽ CSS cho nó về màu sắc các thứ, và tôi muốn cho nó nằm ngang, các li này nằm ngang, thì tôi sẽ để display flex. Đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ đi định nghĩa đến thẻ li, thì li tôi muốn trang trí cho nó đẹp hơn một chút, style cho nó đẹp hơn một chút, thì tôi sẽ gọi đến li. Li như thế này. Đầu tiên tôi sẽ để background theo cái mã màu là B14C38. Đó, tôi để padding 10. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó thay đổi. Đó. Và tôi để color bằng màu trắng. Border radius 3 pixel. Đây. Đó, tôi muốn khi hover chuột vào như này nó sẽ thể hiện hình bàn tay. Thì ở đây tôi sẽ dùng cursor pointer, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó chuyển hình bàn tay này. Đó. Tôi để margin right sẽ bằng khoảng là 10 pixel. Và dưới tôi để 80 pixel. Text align tôi để là center. Ok, chúng ta chạy nó lên. Đó, thì chúng ta sẽ có ba cái button này. Bây giờ tôi sẽ định nghĩa vào danh sách sản phẩm ở dưới này. Đây, tôi muốn mỗi hàng này sẽ có 3 sản phẩm. Thì từ cái container tôi sẽ đi định nghĩa vào cái UL có list là product list.
Đây. Có class là product link. Tôi sẽ làm nó như thế này. UL. Thì ở đây tôi sẽ loại bỏ gạch đen đi, à cái icon đen đi, list style none này. Margin tôi cũng để bằng 0. Padding tôi cũng để bằng 0. Display flex. Margin top tôi để bằng 20 pixel. Và flex wrap tôi sẽ để là wrap để cho nó nằm trong cái phạm vi của cái thẻ mà chúng ta quy định. Đây, đó. Thì tại vì cái ảnh nó đã to nên là nó sẽ chưa wrap. Bây giờ chúng ta muốn nó nhỏ lại thì chúng ta sẽ định nghĩa để cho nó wrap lại. Thì tôi sẽ định nghĩa tác động vào cái thẻ image. Thì từ cái này, product list này, tôi sẽ tác động đến cái thẻ image của chúng ta. IML tôi sẽ để kết quả 220 pixel. Margin right tôi sẽ để khoảng 10 pixel. Và margin bottom tôi sẽ để khoảng 10 pixel. Chúng ta chạy lên này. Thì các bạn thấy là lúc này chúng ta đã thỏa mãn cái điều kiện là 3 sản phẩm trên một dòng. Đó. Bây giờ tôi sẽ đi định nghĩa một cái liên quan đến cái nội dung của cái danh sách sản phẩm này. Thì các bạn thấy là hiện tại tôi chỉ đang có danh sách sản phẩm cho một danh sách thôi, mà chúng ta ở đây sẽ phải có 3 cái danh sách sản phẩm tương ứng cho phần phổ biến mới nhất và bán chạy. Đó. Và trong cùng một thời điểm thì chúng ta chỉ hiển thị một danh sách thôi. Khi kích vào danh sách này, khi kích vào các tab thì nó sẽ thay đổi những cái danh sách sản phẩm tương ứng và ẩn đi những cái danh sách sản phẩm còn lại. Thì lúc này có nghĩa là tôi sẽ tạo ra 3 cái danh sách sản phẩm. Tôi sẽ copy nó lên như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? 3 danh sách. Đó. Và tôi sẽ đảo cái vị trí của nó đi để các bạn nhìn thấy nó có sự khác biệt một chút. Thì đến khi chúng ta chạy, nó sẽ nhìn nó dễ dàng hơn. Giả sử như vậy. Cái này thì tôi sẽ mua cái 6 lên đầu, thứ 2 xuống cuối và cái thứ 4 lên xuống thứ 3. Đây, thì các bạn sẽ thấy là danh sách của chúng ta sẽ khác. Tôi giả sử đây là danh sách 6 sản phẩm này là phổ biến này, 6 sản phẩm tiếp theo là mới nhất, và 6 sản phẩm tiếp theo nữa nó là phần bán chạy. Đó, thì chúng ta làm HTML tĩnh thì chúng ta bắt buộc phải xử lý code như thế này. Còn sau này khi mà đủ từ database ra thì chúng ta sẽ xử lý trong vòng lặp thì nó sẽ không bị trùng lặp code kiểu như thế này. Tuy nhiên công việc của phía frontend, phía người dựng giao diện thì bắt buộc phải làm như này, đầy đủ như này. Ok, thì chúng ta đang sử dụng chung với class là animation. Đó, thì tôi sẽ đặt cái ID riêng cho từng cái class này. Thì tôi sẽ đặt ID là, ví dụ tôi để sản phẩm phổ biến là chen, ID cho sản phẩm bán mới nhất thì tôi để là new, và ID cho sản phẩm gọi là bán chạy thì tôi để là best sale như thế này. Ok, chưa có gì thay đổi cả. Tuy nhiên tôi sẽ cần phải làm một việc, đó là tôi sẽ ẩn tất cả những cái sản phẩm mới nhất và bán chạy đi. Và ban đầu mặc định tôi sẽ chỉ hiển thị cho phần phổ biến thôi. Thì tôi sẽ ẩn cái phần new và best sell đi. Tôi sẽ làm như thế này. ID của new và ID của best sell tôi sẽ ẩn đi. Tôi sẽ ẩn display ngăn. Đó, thì các bạn, và các bạn thấy mặc định chỉ thấy phần sản phẩm phổ biến thôi. Đây là như thế này. Và tôi sẽ active cái button này lên để các bạn thấy là chúng ta đang ở cái tab sản phẩm phổ biến. Thì ở đây tôi sẽ gọi đến cái chain để tôi đặt background cho nó. Background cho cái sản phẩm phổ biến này tôi sẽ để cái mã màu là EE4D2D. Sorry các bạn. Đó,
Đây. À, sorry. Tôi sẽ... Chúng ta đang nhầm với cái clip này, tôi sẽ sửa lại ở đây. Là chúng ta sẽ có cái này tương ứng. Thì giả sử ở đây, tôi sẽ để first active. Li ul chấm at li có class active thì tôi sẽ để như này đó, ok chưa? Thì mặc định vào đây các bạn sẽ nhìn thấy là à, nó đang là sản phẩm phổ biến. Thì vấn đề của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ phải xử lý cái phần thay đổi cái nội dung khi mà chúng ta click vào từng tab đó. Thì chúng ta sẽ phải xử lý phần CSS. À sorry, xử lý phần JS. Chúng ta sẽ đi viết code cho phần JS để xử lý cái phần việc là thay đổi cái ảnh đó như thế nào cho nó chuyển động. Ok, thì tôi sẽ quay trở lại đây. Quay trở lại file JS. Tôi sẽ đặt một cái function là change product list. Nó thay đổi danh sách sản phẩm. Thì cái function này tôi sẽ tạo ra một cái tham số truyền vào. Tôi sẽ viết sự kiện onClick. Khi người dùng click vào cái tab này, phổ biến này, thì tôi sẽ gọi đến tên function này. Đây. Đó. Tương tự tôi sẽ gọi nó vào. Đó. Thì nếu mà chúng ta gọi vào cái hàm change product list này như thế này, chúng ta console.log vào console.log. Ok. Đó, tôi chạy lên. Khi gọi như thế này thì nó sẽ gọi được vào. Đây, ok. Kích vào mới nhất cũng ok, kích vào bán chạy cũng ok. Thì có một vấn đề ở đây đó là làm thế nào để các bạn biết là người dùng vừa click vào tab phổ biến, người dùng vừa click vào tab mới nhất, hay là họ đang click vào tab bán chạy. Nếu chỉ như thế này thì chúng ta sẽ không thể xác định được là người dùng họ vừa click vào tab nào. Thế nên chúng ta sẽ phải sử dụng một cái tham số truyền vào. Tôi đặt là tai. Đó. Và cái tai này tôi sẽ truyền vào từ cái lúc gọi hàm ở đây. Thì giả sử tôi truyền vào là chain đi. Nếu truyền vào là chain thì nó sẽ là để, thì chúng ta sẽ biết là người dùng vừa click vào tab chain, tab sản phẩm mới nhất. Nếu truyền vào đây là new thì để chúng ta biết là người dùng vừa click vào cái button là sản phẩm mới nhất. Ở đây sẽ là best sale. Để chúng ta biết là người dùng vừa click vào cái tab sản phẩm bán chạy. Đó. Thì lúc này thay vì console log, ok, đây chúng ta sẽ console log tai người ta như thế này. Các bạn chạy click vào, các bạn thấy à, người dùng vừa click vào trend, à, người dùng vừa click vào new, à, họ vừa click vào best seller. Các bạn hiểu ý đồ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cái phần JS khi người dùng click vào. Đó. Thì đầu tiên tôi muốn là khi người dùng click vào tab nào thì tôi muốn active cái background của cái tab đó lên, nó giống như cái này, giống như cái màu của cái tab đầu tiên này. Nếu click sang tab mới thì nó phải active lên. Thì tôi sẽ phải xác định được là à, người dùng vừa click vào đây thì tôi thêm một cái tham số thứ hai là element để tôi biết lấy ra được cái đối tượng mà họ vừa click vào. Thì ở trong JavaScript khi mà chúng ta gọi JIT như thế này, có nghĩa là lấy ra chính nó, tôi sẽ truyền vào đây là JIT, tham số thứ hai là JIT, có nghĩa là lấy ra chính cái thẻ mà họ vừa click đây như thế này. Đó. Thì ở bên này tôi sẽ chỉ cần console log cái element này thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay được là chúng ta sẽ lấy ra được cái element này. Và đây cũng là một dạng DOM selector, nhưng nó sử dụng ở trong hàm, có nghĩa là lấy ra chính nó. Nó cũng là một dạng DOM. Đây, selector, tôi chạy lên này. Tôi click vào phổ biến, các bạn thấy à, tôi lấy ra được cái thẻ này. Có nghĩa là chúng ta đã select được cái thẻ này rồi. Chính là DOM selector đó. Và sau khi select được rồi thì chúng ta sẽ dùng phương thức style để chúng ta tạo cái background cho nó thôi. Đây. Đó, tương ứng. Đấy, bán chạy. Thì chúng ta chỉ cần giống như các bạn là get element by ID
Thì bây giờ chúng ta đã ghép được rồi thì chúng ta chỉ cần style chấm color, à chấm background, sorry. Đó, thì tôi chỉ cần truyền cái màu mà tôi muốn vào, thì lúc này cái màu của nó sẽ có màu giống cái màu của input thứ nhất này. Đây, tôi sẽ truyền nó vào. Đó, đây, thì các bạn thử này. Đó, thì nó đổi màu rồi. Nhưng đồng thời chúng ta phải làm một việc là phải loại bỏ những cái màu đang active khác đi. Vì tôi click vào đây rồi thì có nghĩa là tôi đã chuyển cái active sang bên này. Đó, thì phải loại bỏ được những cái còn lại đi. Thì những cái còn lại chính là hai cái input này. Khi tôi click vào mới nhất thì cái phổ biến mà bán chạy phải loại bỏ background đi. Thì tôi làm như thế nào? Thì tôi sẽ lấy ra những cái tab còn lại thông qua class là tab item này. Tôi loại bỏ nó đi. Thì tôi sẽ tạo ra một cái biến là let start như thế này. Và tôi sẽ select nó thông qua class let example by class name có tab item. Đó, các bạn thấy chưa? Đây. Đó, tab item. Và các bạn thấy là khi mà tôi sử dụng cái phương thức document.get 11 by class ấy, thì tôi sẽ lấy ra được một mảng, một mảng các thẻ có class là tab item. Đây, các bạn có thể thử này. Click vào đây. Đó, tôi lấy ra được một mảng này có 3 thẻ này. Đó, 1 2 3 này, tương ứng với từng thẻ này, nó là một cái object này. Đó, và chúng ta muốn truy xuất vào từng cái thẻ này. Đây, các bạn nhìn thấy. Đó, thì chúng ta sẽ phải duyệt cái mảng này bằng cách chúng ta sử dụng for với y sẽ bằng 0, vì chúng ta có key ở đây chạy từ 0. Đây các bạn nhé. Đó, từ 0 đến 2. Và y của chúng ta sẽ nhỏ hơn bằng cái độ dài của cái mảng này. Nhỏ hơn cái độ dài của mảng này. Độ dài của mảng này chúng ta dùng phương thức chấm len, sau đó y từ tăng lên. Và mỗi lần chạy qua đây tôi sẽ lấy ra được cái tab tương ứng, truyền cái key tương ứng vào. Đó, không thì chúng ta lấy này, một thì lấy này, mà không một hai đó chính là y. Và chúng ta sẽ chấm style chấm background, tôi dán lại cái background ban đầu của nó, chính là cái background này. Đây, mã màu này. Đây, ok chưa? Có nghĩa là khi click vào tôi sẽ tìm tất cả những cái class có item, à có class là tab item, tìm ra tất cả những cái li có class là tab item, và tôi sẽ reset lại màu cho nó, và sau đó tôi mới active cái màu mà cho cái thẻ mà tôi vừa click. Đó, đây các bạn thử nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nhưng vấn đề của chúng ta bây giờ là khi tôi kích chuyển tab rồi thì cái danh sách sản phẩm ở dưới đây nó cũng sẽ phải chuyển tương ứng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm việc đó. Thì để xác định được là họ vừa click vào tab nào thì chúng ta đang có biến style, à biến style ở đây, thì tôi sẽ sử dụng switch key. Đây là biểu thức điều kiện nếu mà người dùng click vào cái tab có style là change như thế này thì tôi sẽ làm gì. Thì tôi sẽ đi hiển thị cái danh sách có ID là change. Thì để hiển thị được cái này thì tôi sẽ selector đến nó, tôi viết như thế này document.getElement, vì đó là ID nên tôi select điểm ID.style.display bằng block như thế này. Đó, và chúng ta sẽ ẩn đi những cái danh sách còn lại. Chúng ta sẽ ví dụ đối với chen thì tôi sẽ ẩn đi cái new và ẩn đi cái best sale. Đó, ẩn đi những cái danh sách còn lại đây. Đó, ok chưa? Tương tự cho trường hợp là new, tôi sẽ có cây thứ hai là nếu một người dùng click vào new, type bằng new á, thì tôi sẽ hiển thị cái new lên. Thì các bạn có thể thay đây bằng type luôn thì chúng ta đỡ phải viết cố định. Đó, thì ở đây các bạn
hoàn toàn có thể để không bị trùng lặp cốt. Lát nữa tôi sẽ tối ưu chỗ này. Thì ở đây chúng ta nếu là new thì chúng ta sẽ hiển thị ẩn cái trend đi. Đó. Và nếu trường hợp là best sale thì chúng ta sẽ ẩn cái trend và cái new đi. Đây, nếu ở đây là best sale. Best sale. Ok chưa? Thì các bạn thấy là cái đoạn này của chúng ta nó trùng lặp nhau này. Đó. Cái đoạn này trùng lặp nhau. Chúng ta có thể vứt nó lên trên đầu này. Đó. Ok chưa? Chúng ta đã đi ẩn hết rồi. Từng cái này rồi. Thì ẩn nó sẽ phải là năn. Thì chúng ta sẽ năn. Chúng ta sẽ năn trend này khi nếu là new. Và nếu là best sale thì chúng ta sẽ ẩn cái best sale. Và hiển thị cái best. Best sale và ẩn những thứ còn lại. Bây giờ chúng ta chạy thử lên này. Phổ biến này. Đó, các bạn thấy cái danh sách thay đổi theo này. Đó. Đó. Đó, ok chưa? Vậy là chúng ta đã làm xong được cái phần hiển thị cái tag danh sách sản phẩm theo ý muốn. Bây giờ tôi muốn có thêm cái hiệu ứng cho cái danh sách này để nhìn nó mượt hơn. Thì tôi sẽ quay trở lại CSS và tôi sẽ đi CSS3 cho nó để tác động đến cái phần hiệu ứng cho nó. Thì để làm được phần đó thì đầu tiên tôi sẽ phải định nghĩa cho ba cái danh sách này thông qua ba cái ID new, best sale và trend như sau. Tôi sẽ có new này, phải trend này, phải best sale. Thì tôi sẽ có cái đầu tiên là WebKit. WebKit animation slide down. Slide down này là một cái tôi đặt tên slide down. Slide down tôi để là chấm 3 giây và EC out. Đó. Và tôi sẽ có một cái gọi là Moza Animation. Most Animation cũng là slide down và tôi để là 3 giây. Tôi tiếp tục có cái vẫn là WebKit nhưng lúc này tôi để là Sign In. Nó chỉ ngược lại một chút thôi. Thì đây sẽ là In. Đó là lúc hiển thị và lúc thu vào. Đó, ok chưa? Cái slide down này chính là cái frame mà tôi sẽ đặt cho nó. Cái frame mà tôi sẽ đặt ở dưới cho nó. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi xử lý cái phần ở dưới này. Đó là chính là cái để chúng ta tạo ra được cái chuyển động. Sau khi tôi áp lại này, tôi chạy thử này, các bạn thấy đã nháy nháy rồi đó. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra cái WebKit. Cái WebKit keyframe. Keyframe. Cái keyframe này tôi sẽ đặt tên bằng cái mà chúng ta đang dùng ở đây này. Đó. Ok. Ok. Có gì sai sai không? Keyframe WebKit. Cầm WebKit. Có gì sai không nhỉ? Ok, tôi sẽ đi tiếp. Kệ nó đi. Thì mình chạy đã biết này. 0% tôi để opacity. Opacity tôi để bằng 0. Đó. Sau đó thì tôi sẽ tạo ra một cái nữa. Đó là 20% opacity tôi để 1. Đó. Ok, có nghĩa là chuyển từ 0 đến 1 ạ. Chạy lên. Nó không nhận nhỉ. Ok, để tôi xem là vì sao nó đang không nhận cái hiệu ứng của chúng ta. WebKit key. WebKit keyframe. Keyframe của chúng ta đang viết sai. Sorry các bạn. Đây. Đó. Đó, bây giờ chạy này thì các bạn sẽ thấy là nó nháy nháy như thế này. Và cái nháy này nó phụ thuộc vào cái số giây mà chúng ta quy định ở đây này. Nếu tôi để đây là khoảng 5 giây thì nó sẽ nháy khác đấy. Đó.
Đó. Nếu để lâu hơn 10, các bạn có thể tự thay đổi để nhìn thấy cái kết quả. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đó, nó mờ mờ mình nét dần thì khả năng tôi sẽ để khoảng 2 giây. Nó không quá lâu. Đó. Đó, ok chưa? Thì đây là cái demo về hiển thị danh sách sản phẩm theo từng cái tiêu chí tương ứng. Đó, thì với cái demo này thì kiến thức của các bạn học được cũng khá là nhiều. Đầu tiên là cách gọi hàm thông qua event này. Cụ thể event đây là click, sự kiện click. Cái thứ hai nữa là đo. Cái thứ ba nữa là vòng lặp. Cái thứ tư nữa là xử lý mã, chính là duyệt mã thông qua cái vòng lặp này này. Cái thứ năm nữa đó là DOM selector. Và một cái nữa mà chúng ta hay demo đó là cái thuộc tính phương thức style ở trong DOM selector. Đó. Và quan trọng hơn nữa là ứng dụng lại những cái kiến thức rất cơ bản như switch case ở trong JavaScript. Đó. Các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình và làm sao để ra được cái kết quả như thế này. Đó thì là ok nhất. Đó, bây giờ các bạn hãy thử nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt và đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube để ủng hộ Suntech. Cảm ơn các bạn.